Phí học tiếng Anh 1 kèm 1 ở Pantado có giá là bao nhiêu ạ? Đây là câu hỏi mà mình đã nhận được rất nhiều từ các bậc phụ huynh, và cũng có rất nhiều bậc phụ huynh đã cho mình biết rằng để có thể tham gia được một khóa tiếng Anh mà tương đối là xịn sò với giáo viên tiếng Anh mà chuẩn thì các bạn sẽ thường bỏ ra 3 đến 4 triệu cho một tháng. Nhưng ở Pantado thì cái phí học nó rẻ hơn rất là nhiều. Chỉ từ 120.000 cho một buổi học, các bạn đã có những giáo viên tiếng Anh chuẩn quốc tế tương tác đa chiều, sửa lỗi liên tục và theo sát con bạn trong suốt cả lộ trình học. Nhân dịp các bạn nhỏ quay trở lại với trường học với năm học mới, Pantado dành 29 suất học thử miễn phí. Các bạn đăng ký ở đường link phía dưới, và ngay sau khi các bạn đăng ký sẽ có bộ phận tư vấn của Pantado gọi điện liên hệ với bạn để có thể xếp lịch, và khi đó bạn cùng với con của bạn sẽ được một buổi học thử miễn phí để biết cách thiết kế lộ trình học tập tiếng Anh phù hợp cho con là như thế nào. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé, chỉ có 29 suất thôi, và chúng tôi chờ đón các bạn đến với gia đình của Pantado.